Ê, ê, ông lấy nước lạnh á, đổi trong cái thau canh đi, để lên cho nó đầy đầy lên, nhìn nó bơi uống quá. Uống nhiều mà. Thôi mà, nói gì làm đi, mùa hồ người ta tới kỳ lắm, nấu riết nhìn kỳ quá. Lầm bầm bầm hết. Ê, mà bữa nay đi chợ hết nhiêu? 1000 phần đúng không? Ờ. 10 triệu. 10 triệu lấy gì lời? Đậu nhiêu nữa? Biết cái bà Lan bán rau phải không? Ngày mai đi ra ngoài kêu bả là lựa mấy cái rau dụng, rau giặt gì đó. Rồi nói chung là dạc, hàng bỏ đó là đưa hết cho mình đi. Chứ đừng có lấy nguyên cái cành về lặt mệt lắm ông mới dư. Ừ biết rồi. Sao nói hoài biết rồi mà cũng quên à. Lầm bầm vợ con. Nhớ nha. Vợ cũng cơm rồi kìa. Ủa. Ê, sao có nhiêu đây đồ ăn vậy? Tính làm cho heo ăn hay gì? Rồi nuốt sao nổi? Rồi có ăn không? Hay quá, tôi nấu cực khổ xong rồi qua đây không ý kiến ý cò hả ông? Ngon quá, ông vô ông nấu đi. Vợ chồng hai người mà làm kiểu này có ngày bị quả báo đó. Trời. Quả báo mày không ăn trời, khác ăn. Cơm mọi người ơi. Nè ông đừng có bao giờ ông vác cái mặt tới đây ông lấy đồ ăn nữa nha. Cơm mày mọi người ơi, cãi nó đi. Cơm là một mặt nhiều. Tôi đau bụng quá ông ơi. Sao vậy? Hả? Bị gì? Ông làm tiếp được không? Không. Ông chở tôi đi bệnh viện gấp đi. Đi đi, để tôi đưa ông đi bệnh viện. Ráng lên, ráng lên. Ôi. Nè. Nè, anh ơi. Anh ơi. Sao vậy? Anh ơi! Anh ơi! Tỉnh dậy đi! Ngồi được không? Dạ được. Em cũng đỡ rồi. Sao mà đi làm mà không chú ý sức khỏe, mà không chịu ăn cơm? Nếu mà em không chú ý tới sức khỏe của em, phải chú ý tới chất lượng công việc chứ. Không phải vậy đâu anh. Thật sự là tụi em làm việc rất mệt, nhưng vẫn luôn muốn có sức khỏe để làm việc tiếp. Nhưng mà bây giờ phần ăn cứ cắt giảm như vậy. Lúc trước thì còn được ăn ngon, chứ bây giờ là qua mỗi ngày là phần cơm cứ cắt giảm xuống. Nhiều khi là chỉ có canh với nước rau luộc thôi. Mà công nhân làm việc một ngày rất mệt, ăn uống vậy đâu có đủ chất dinh dưỡng gì đâu. Thậm chí là hôm nay có vài người phải nhập viện vì bị ngộ độc nữa. Thôi rồi, bây giờ em cứ về nghỉ ngơi đi. Anh cho em nghỉ phép một ngày đó, anh không trừ lương đâu. Còn vụ thực phẩm và đồ ăn á, anh sẽ tìm hiểu xem ai đứng sau chuyện này. Dạ, cảm ơn anh. Ừ. Trời ơi, ông bỏ vô trong này luôn đi, nấu chung có sao đâu. Có mà. Ăn hết, ăn được hết không có sao đâu. Bỏ vô luôn, không có chết đâu sợ nha. Tôi kêu ông đi chợ rõ ràng tôi dặn sao? Tôi kêu là lựa mấy cái rau mà nó vụn vặt đúng không? Xong vẫn lựa nguyên cành là sao? Làm sao? Làm sao? Cái này nó vụn dữ lắm rồi. Sao lời? Mệt quá à, cứ thương người hoài sao mà mình có tiền? Ông hay quá, ông thương người quá ha. Đến chừng mà đói nhăn răng ra coi có ai giúp mình không nha. Quá nó nhiều quá. Đừng có làm không? Làm. Làm thì lẹ. Cỏ nè, bỏ vô hết luôn đi. Còn cơm quá trời nè. Mày nấu ít lợi, nấu gì mà nhiều dữ vậy. Trời đất ơi, thì có người ăn, có người không ăn. Ông không nấu rồi lấy gì người ta ăn? Ngộ vậy. Mày nấu ít lợi miếng. Còn cơm không ạ? Còn em ơi. Khoan đã. Cơm về sao ăn? Bình thường người ta vẫn ăn vậy mà, giờ có ăn không? Nhưng mà cái cơm như vậy sao mà ăn? Cơm cho người ăn à? Là sao? Là giờ có ăn không? Cái cơm này á, là công nhân ở đây người ta ăn hàng ngày. Người ta ăn được, không ăn không được, anh ý kiến. Cái vấn đề ở đây là mấy người nấu cơm cái kiểu này á, người ta ăn người ta trúng độc rồi sao? Rồi, dơ. Có ăn không? Không ăn thì biến. Trời đất ơi, muốn ăn ngon thì giờ kêu ba má nấu cho ăn. Còn không thì ra ăn cơm tiệm đi. Có đòi hỏi kỳ cục vậy? Bây giờ tôi muốn gặp quản lý các người. Quản lý gì quản lý, đây vợ tôi quản lý, ai quản lý nữa?
lý anh nào điện, đây? Anh điện quản lý giùm tôi nha, tôi chấp quản lý anh luôn á. Ăn không ăn thôi đi khoét. Lầm bọt. Được. Anh đang ở đâu vậy? Lên công trường gặp tôi gấp. Mở cái cửa vào văn phòng giùm tôi. Ủa? Mắc gì? Làm gì tao phải đi theo mày? Mày là ai? Ủa? Cơm của tao. Trời đất ơi. Quay. Lượm 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 nè. Cái hàng này. Đứng lại coi. Trời ơi, có gì nói lẹ giùm cái đi trời. Đặng tăng đi làm nữa. Ở không quá gì ngồi đây đợi. Bực mình quá. Có vẻ các người chưa biết tôi là ai nên vẫn còn lớn tiếng. Trời. Đợi ông quản lý tới đây nói chuyện luôn một lần. Dạ, sếp cho gọi có chuyện gì không ạ? Ủa, sao hai chồng bà ở đây? Không phải giờ này giờ cơm trưa hả? Đến đây rồi công nhân chết đói sao? Trước khi chết đói là công nhân của tôi chết vì ngộ độc thực phẩm rồi. Cái gì? Ê, từ nãy giờ tôi nhìn thấy cái mặt của anh là tôi thấy bực mình lắm rồi nha. Tôi nhìn anh hơi lâu rồi đó. Vậy anh muốn gì? Anh là ai? Tôi là cái người mà trả tiền cho 1000 công nhân. Trong đó có hai vợ chồng bà. Ông quản lý đây đó. Là sao? Trời ơi, ông là sếp tổng á. Chào ông đi. Hỏi chào. Đây nghe chửi đủ rồi. Bây giờ ba người giải thích cho tôi biết tại sao bữa cơm lại thành như thế này. Nè, sao tự nhiên đem cơm heo lên đây làm chi vậy? Ông hiểu lầm kìa. Cơm heo hả? Cơm này công nhân người ta ăn đó mà nói cơm heo hả? Ông chê hả? Ta nấu ăn vậy mà kêu cơm heo. Trời đất ơi, bây giờ ông muốn ăn ngon đưa thêm tiền đi. Trời ơi, cơm công nhân đấy hả? Ừ. Chó nó còn chê nữa đó. Chê phải không? Chê vậy ông đưa thêm tiền cho tôi đi. Trời ơi, một ngày ông đưa tiền không đủ tôi đi chợ hả? Mua 10 chai dầu ăn nấu đồ ăn cho người ta nữa. Mắc cái gì mà nấu đồ ngon được? Nói chuyện ngộ vậy. Trời ơi, ngày nào tôi cũng đưa đủ hết. Dịp hết đi. Tôi cần ba người giải thích cho tôi biết. Anh. Dạ. Nhận bao nhiêu tiền từ công ty? Hai chồng bà nhận bao nhiêu tiền tao quản lý? Nói trước đi. Thôi. Dạ. Một ngày đi chợ nấu ăn cho 10.000 công nhân chi 10 triệu. Một ngày 10 triệu. Dạ. Còn không? Dạ. Dạ thưa sếp, sếp ơi, em lỡ ăn cắt ăn xén, sếp ta cho em lấy. Tôi cần anh nói rõ anh nhận bao nhiêu tiền từ công ty. Dạ, mỗi ngày em nhận 200 triệu. Em chi cho bếp 30. Sếp ơi. Ông chán sống rồi đúng không quản lý? Sếp ta cho em. À, được. Nể tình các người đã gắn bó công ty lâu, cho nên tôi sẽ không truy cứu, chỉ cần các người trả lại tiền cho công ty thôi. Sếp ơi, giờ mà trả lại tiền, tiền đâu trả chứ. Đúng rồi, thì không có tiền đúng không? Được. Vậy thì tự bỏ tiền túi ra nấu cơm cho 1000 công nhân. Nấu trong vòng 3 tháng. Mỗi ngày tôi sẽ quay trở lại đây kiểm tra chất lượng cơm. Nếu như làm ăn không đàng hoàng một lần nữa, đừng trách tôi. Biết chưa? Dạ. Các người ở đây phát cơm cho đàng hoàng. Ngày mai tôi sẽ xuống tiếp tục kiểm tra. Nhớ đó.